Uầy, đẹp thế. Món quà này nhá, là các bạn nam trong lớp em góp tiền lại để mua tặng các bạn nữ mỗi người một món quà đấy. Đâu nào, để em mở món quà thứ hai. Món quà của anh Hiếu. Cái gì đây? Ô, món quà của anh Hiếu á, nhìn thôi đã thấy đau rồi. Ơ, sao nhìn dầu gió đã thấy đau? Là sao Thảo? Vì mỗi lần bố em đánh thì em sao dầu gió mà. Hiếu không tặng Thảo bông băng là còn may đấy. Hiếu năm nay chu đáo lắm nhá. Tặng quà cho cả chị nữa này. Xem cái gì nào. Uầy, đúng món quà chị thích luôn. Thằng Hiếu ấy, nó cũng tặng quà cho tao luôn. Nó bảo là nó sẽ tặng cho tao một thứ mà tao thích nhất. Thứ đó chắc chắn sẽ đẹp đẽ và hoàn hảo đối với tao. Để tao xem ấy, nó tặng cho tao cái gì. Ôi dồi ôi, thằng này lắm trò phết ấy. Đi tặng gương. Chính tao là thứ hoàn hảo và đẹp đẽ nhất mà. Anh Tuấn ơi, thế anh còn quà gì nữa, anh bóc ra xem nào. Mà mùng 8 tháng 3 là quốc tế phụ nữ mà, sao anh được nhận quà? Tao là con gái mà, tao là phụ nữ mà, tại sao lại không nhận quà? Mày ý gì đấy? Vâng, em quên mất. Mày đúng là đệ của tao. Nhìn cái bọn xóm dưới nó chạy mất cả dép cười chết. Cũng nhờ có cái thằng đại ca như mày hiểu không? Không có cái pha úp lá khoai vào ấy châu ấy thì làm sao mình oánh lại chúng nó, đúng không? Công nhận, nhưng mà mày mới là thằng đỉnh. Mày mới là cái thằng đỉnh. Mày cũng đỉnh. Hai mà... thằng mình đều đỉnh. Ừ, hai thằng mình đều đỉnh. Ô, sao chúng mày nhiều đồ lặt vặt thế? Quà mọi người ở trường với lại anh Hiếu tặng em như ngày 8 tháng 3 đấy chị Quỳnh ạ. Anh Hiếu nhá, còn tặng cả chị Tuyến với lại anh Tuấn cơ. Thế chị không được tặng quà gì à? Mày buồn cười. Mày cứ lòi nha lòi nhòi mày đòi quà tao từ tháng 2 lân la sang tháng 3. Tao không tặng mày mà được đấy. Còn cái con Tuyến này này nhá. Nó không có ý gì cả, thế nhưng mà nó lộ liễu bảo luôn là mùng 8 tháng 3 là phải tặng quà nó, hiểu chưa? Còn riêng cái thằng Tuấn này nó ép tao tặng quà luôn. Cái Quỳnh này việc gì phải tặng quà? Nó là ông Đan mà, thằng ông Đan là việc gì phải tặng quà, đúng không? Tao mà tặng quà đó nhá, nó còn oánh tao thêm ấy. Quỳnh này. Quỳnh ơi, Quỳnh, thế nào đấy? Tao cũng là con gái mà. Khổ quá, khóc cái gì? Vừa nhận mình là đàn ông xong vừa bảo hai thằng mình đều đỉnh còn gì nữa. Đàn ông thì cần gì phải quà. Em cũng chỉ là con gái thôi. Quà thật to, không to thì vừa. Mày tặng quà cho chúng nó, mày không tặng quà tao. Cái đồ phân biệt đối xử. Tao không chơi mày đâu. Quỳnh ơi, Quỳnh. Này. Con này làm sao đấy, để bệnh à? Bệnh cái gì? Tại mày ấy. Sao lên thế nào mà tại tao? Tại mày không tặng quà cho nó. Ai mà biết là nó cũng muốn được tặng quà. Chơi với nó lâu quá rồi, cứ nghĩ nó là thằng đàn ông, quên nó là phụ nữ mất rồi. Cậu lo mà dỗ Quỳnh đi. Chứ tớ thấy Quỳnh bị tổn thương sâu sắc lắm đấy. Ai mà làm nó tổn thương được? Đấy là Quỳnh tổn thương nên mới khóc chứ. Nếu mà Quỳnh không tổn thương nhá thì nắm đấm của cậu ấy vào mồm cậu rồi. Chung quy lại là hôm nay mùng 8 tháng 3, dù là con gái hay là con bóng thì cũng được nhận quà. Thế nhưng mà chị Quỳnh ấy, thì chị ấy lại không được ai tặng quà cả. Bọn mình phải làm sao nhá, cho chị Quỳnh có quà là được. Thế nhưng mà không được lộ liễu quá, bởi vì tao biết tính con Quỳnh, nó sĩ lắm. Bây giờ nhá, bảo thằng Hiếu tặng quà nhá, tao đảm bảo luôn là không bao giờ nó nhận. Có. Thôi, mày không phải thế. Người ta bảo rồi, cái gì mà tự nguyện tặng ấy thì là tình cảm. Còn cái gì phải yêu cầu mới tặng ấy thì là bố thí. Tao chả thèm. Bạn này bạn nhầm rồi. Đây không phải quà của mình. Đây là quà của một bạn trai giấu mặt. Bạn ấy đến đưa cho mình và bảo mình là mang tặng cho bạn. Đấy, trông cũng cao to đẹp trai phết ấy. Gì? Giấu mặt mà mày biết đẹp trai à? Thì nó bước xuống ô tô nó đưa quà cho tao. Xong rồi là đưa quà xong rồi nó lên ô tô có tài xế lái xe đi thì
Thế là đẹp trai rồi, auto đẹp trai, có ô tô mà. Ôi giải ơi, nó không lấy thì thôi, để tao. Ê, chả lấy thì không à? Chị Quỳnh đúng là hội tụ đầy đủ mọi điều tốt đẹp của những cô gái khác. Không được tặng quà thì thôi, chứ nếu mà được tặng quà nhá, người tặng phải thật xịn. Quỳnh ơi, bây giờ tôi mới thấy nhá, cậu là một người con gái, vừa dịu dàng, vừa nữ tính, vừa tốt bụng. Vì sao? Vì bình thường cậu nhường cho bọn tớ tỏa sáng, nhưng mà cậu càng nhường thì cậu lại càng tỏa sáng. Đúng là một tấm bia mộ. Tớ nhầm. Cậu là một tấm gương sáng về sự dịu dàng, nữ tính. Ngày hôm nay, cậu là một bông hoa đẹp nhất của cái làng này. Không ai dịu dàng như cậu, không ai nữ tính như cậu. Quỳnh ơi, bây giờ cậu được tặng quà nhá. Cậu đăng lên cho tất cả mọi người đều nhìn thấy được. Cậu là một người con gái đáng quý. Nói cách khác là đăng lên cho chúng nó lác mắt. Đúng rồi đấy, đăng lên trang cá nhân của chị, đăng cả lên trang cá nhân của trường nữa, để cho mấy cái bọn mà nó bảo chị là ổng đan ấy không được tặng quà mùng 1 tháng 3 cho chúng nó lác mắt ra. Mà nhá, chị Quỳnh ơi, em thấy chị là một người phụ nữ chính hiệu. Chị sành điệu kiêu sa, chị nết na ngoan ngoãn. Yêu ơi, tao biết là tao như thế thật, nhưng mà không ấy, chúng mày nghĩ trong đầu thôi được không? Nói ra ngại quá. Để bỏ qua nhá. Này, quà xịn đi sao thì dán chắc đi, cãi mãi không được ấy. Chắc đi. Ê, sao không được? Cày thế nhỉ? Quỳnh, hay vào nhà lấy kéo đi Quỳnh. Không cần kéo, tao rủ được hết. Úi dồi. Quỳnh ơi, hay là... Không, nhưng tao phải mở bằng được. Má rồi. Thôi xong, góp tiền mua cho chị đấy, mà chị đấy chưa kịp nhìn kỹ đã bị rơi mất rồi. Rồi. Ơi, tiên sư cái thằng nào tặng quà cho bà mày nhá. Bọc quà, bọc bằng cả tính mạng à hả? Bọc như chưa từng được bọc thế. Mệt hết cái thằng này ra. Thế mà chị Quỳnh ơi, giờ vỡ rồi lấy cái gì mà đăng lên mạng khỏe hả chị? Mày bóc quà người ta bóc nhẹ nhàng như đấy. Mày cứ bóc như cái thằng đàn ông, bóc mấy người cười nguịch. Người lại. Quỳnh ơi. Ôi giời ơi, cái thằng lại chọc nó rồi. Nó còn đứng. Tôi mày nhìn này. Mày nhìn cái hộp quà này nè. Đây. Không bảo người ta nhá. Người ta không biết là con gái mở đâu, mà người ta tưởng là bị trâu xéo đấy. Thì cậu cũng phải lựa lời một tí chứ. Lựa cái con ngựa ấy. Lựa. Ta đã chửi nó câu nào đâu. Đàn ông con trai gì dễ khóc. Hơi thi khóc. Con gái. À thì con gái. Ai mà nói. Quanh năm đi chơi cứ gọi tao là em, xong bắt tao gọi là anh. Giờ lòi ra cái ngày mùng 8 tháng 3 này này. Đấy, bà tao tặng quà. Thì lo tao chảy lỡ lời với nhầm nó là con trai. Được rồi, tao có cách này. Bây giờ nhá, chúng mày vào nhà lôi cổ nó ra đây. Ê. Bỏ tao ra, chúng mày. Bỏ ra. Lôi tao ra đây làm gì? Tao xin giới thiệu với mày. Đây là quán cà phê nhà tao. Hôm nay đang có chương trình khuyến mãi nhân ngày quốc tế phụ nữ. Thế thì liên quan gì đến tao? Sao lại không liên quan? Tại đây đang có chương trình quay trúng thưởng. Mà đặc biệt nhá, chỉ có những người con gái đạt điểm tuyệt đối như mày mới được tham gia thôi. Lúc bố tao đưa ra chương trình cái, tao nghĩ ngay đến mày. Bởi vì mày vẹn toàn quá, mày xuất sắc quá, nên là tao nghĩ ngay đến mày. Chờ tao một tí nhá. Riêng cái Thảo với cái Tuyến còn lâu chúng nó mới được quay. Đợi tao tí. Ta-da. Quay kiểu này cũng được á? Sao không được? Vì mày là người con gái đạt 100 điểm, nên là chỉ có mày mới được quay thôi nhá. Quà mùng 8 tháng 3 to lắm. Quay nhanh lên, xong rồi còn đăng lên trang của trường cho chúng nó lác mắt.
Mày có quay không? Để tao quay này. Tao đang thèm quay quá đây này. Ơ, có quay mà. Rồi, được rồi. Mời công chúa vào quay. Công chúa? Ừ. Ngại đấy. Vào quay đi. Mày quay nhanh đi mẹ. Quay này. Mạnh lên. Thật là bất ngờ. Người con gái đạt 100 điểm đã quay trúng giải đặc biệt. Mày đúng là người con gái vạn người ao ước. Nhìn thôi là biết cái vòng quay này cực kỳ khó quay vào giải đặc biệt rồi. Thế mà mày quay một phát được luôn. Úi dồi ôi, Quỳnh ơi, mày không phải là người con gái mà cả thế giới này ao ước thì còn ai vào đây nữa, đúng không, đúng không? Đợi tí để vào tao lấy quà cho. Tôi không biết là quà gì nhỉ. Đây rồi, quà đây rồi. Cảm ơn chúng mày. Cảm ơn. Thích quá nhỉ. Chúc mày có một mùng 8 tháng 3 thật đẹp. Cảm ơn. Đẹp quá, yêu quá. Chị ơi, con vịt to đẹp thế. Cho em mượn sờ tí nhé. Ôi trời, thích à? Anh cho luôn nhá. Xin anh đây, xin anh đây. Em xin anh. Rồi, anh được cái tốt bụng. Gái xin là phải cho ngay. Đã đẹp dai lại còn tốt bụng. Tuyệt vời. Còn lạy mẹ. Chính mẹ còn quên mẹ đang là con gái đấy. Thế mà người khác quên thì mẹ lại dỗi. Thế là thế nào? À, nó chết rồi. Con vịt của tao. Chị Quỳnh ơi, thế lấy cái gì chụp ảnh đăng lên mạng bây giờ? Chán cậu thật đấy. Trong trường mình ấy, đứa con gái xấu hơn cả thị nở, thế mà vẫn có quà. Mình cậu không có thôi. Mai đi học nhá, chúng nó cười cho thì thối mũi. Mày đi đâu? Tao đi về. Anh chị ơi, liệu có được không nhở? Không được cũng phải được. Nó dối hẳn rồi, gọi nó có nghe đâu. Thiên sư đứa nào ném đá vào nhà bà mày nhá. Nghịch thế không biết được chứ. Đang xem phim đánh bom khủng bố, nó ném đá cái bụp một cái, giật hết cả mình. Trẻ con trẻ cái. Ừ. Gì đây? Hay là có đứa nào muốn hại mình nhỉ? Chúng mày ơi, tao cứ có cảm giác không lành kiểu gì ấy. Thật, chứ cảm giác cái gì? Ừ, biến kìa. Ui dồi. Không mưu, định hại bà mày ạ. Con trai thương thầm bạn bấy lâu, chúc mừng ngày 8 tháng 3. Chúc bạn ngày càng hiền dịu, bánh kem ngon lắm. Ăn đi rồi nhớ về tớ nhé. Nhớ chụp ảnh đăng lên mạng cho cả làng biết chuyện chúng mình nhé. Ôi, ôi. Ôi, ôi. Em cũng chỉ là con gái thôi. Buồn là khóc. Bây giờ khóc thật rồi. Này, mày đi đâu đây? Còn lạy mẹ. Tao kệ xác mày. Tao về tao đi nấu ăn cho bỏ tức. Tao ăn với. Cho tao ăn với đi. Ôi dồi, ăn thì mới có sức để về mà khóc tiếp chứ. Nguyên ngày hôm nay tao khóc thì tao mệt quá. Chịu, mày ở nhà mà khóc tiếp đi. Thôi thì bây giờ mày nấu cho tao ăn đi, coi như là mày tặng quà mùng 8 tháng 3, được không? Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là ăn, không ăn là buồn ạ. Thôi, mày nẻ nó tí. Thế mày ăn cái gì? Tiết canh, giờ mà có bát tiết canh là cũng mát mồm đấy. Tiết canh, suốt ngày tiết canh. Con gái con lứa ăn tiết canh như ăn thạch thế, hả? À, mày phải tém lại nhá. Mày phải hào hào giống phụ nữ đi, nhá. Người ta phải thục nữ hiền dịu.
Đấy cái huỵch như thế ế sưng ế xẻ ra chó nó lấy. Ơ sao mày im mồm, mày có thích không? Im mồm. Chúng mày hót nó vào trong nhà nó nha. Tao sẽ nấu cho nó một món ăn cực kỳ ngon để nó có thể chụp ảnh và up lên Facebook cho cả trường thấy là nó cũng được nhận quà mùng 8 tháng 3. Tui đi. Cũng được ăn thiên canh à? Đấy đó bà, múc đó bà. Từ từ đây. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Hiếu sẽ làm món gan cháy tỏi để đãi người anh em, để đãi đứa bạn là con gái của mình nhân ngày mùng 8 tháng 3 nhá. Món này ấy, thì chúng ta cần chuẩn bị đó là gan đã chặt thành miếng này và tỏi thái lát. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái công đoạn gọi là ướp gan nhá. Chúng ta sẽ cho vào cái thau gan này là ít gừng băm này, tỏi băm này, ớt băm này, ngũ vị hương, mì chính này, đường, dầu hào, nước tương, một thìa rượu trắng, rồi là hạt tiêu. Rồi chúng ta trộn đều lên, ướp trong vòng 30 đến 60 phút nhá. Món quà này nó thiết thực ạ. Mình quý bạn quá rồi đây. Tuyệt vời, vào đây. À, vừa nhắc như nào. Ê chúng mày, tao đố chúng mày biết nhá, tại sao ngày mùng 8 tháng 3 lại là ngày quốc tế phụ nữ? Tớ biết. Mời mày. Nôm na là ngày xưa người phụ nữ không có quyền bình đẳng, sau một thời gian họ đứng lên đấu tranh để đòi lại quyền bình đẳng nam nữ, và cuối cùng họ cũng giành chiến thắng. Ngày mùng 8 tháng 3 trở thành ngày hội của phụ nữ trên toàn thế giới. Ở nước ta, ngày mùng 8 tháng 3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc, giành lại chủ quyền dân tộc. Niềm tự hào và ý chí vươn lên của người phụ nữ Việt Nam một phần có cội nguồn từ truyền thống dân tộc độc đáo đó. Tuyệt vời. Quỳnh, hay ta mày đi chỗ khác chơi đi. Chứ đi chơi đi nấu ăn nó còn lôi lịch sử cho nó giảng nữa. Ồ, yêu nước là phải thế chứ này. Mày không tin nhá, mày về mày lấy cuốn lịch sử ra đọc, tao đảm bảo hay hơn mấy cái trò chơi tào lao của mày nhiều. Rồi, biết thế. Thế tao lại đố chúng mày nhá, Hai Bà Trưng quê ở đâu? Thôi, ngàn ướp được rồi này. Để nấu đã xong tí giảng giải cái gì giảng giải sau nhá. Đúng rồi, nấu quà hôm 8 tháng 3 cho tao đây. Tối về mày học sau được không? Được rồi. Sau khi mà ướp gan xong ấy, thì mình cứ để tạm một bên đã nhá. Chúng ta sẽ lấy cái tỏi mà vừa cắt lát ấy, cho chảo ngập dầu và sau đó chúng ta chiên vàng lên. Đấy. Xem dầu sôi đây. Rồi đấy. Ăn trước đã. Đấy. Đấy. Thơm không? Rồi. Sau khi mà tỏi đã vàng rồi ấy, lưu ý đừng để tỏi chảy nhá. Chúng ta sẽ vớt tỏi ra luôn, sau đó thì cho gan vào và chiên. Được chưa? Rồi, xong đây thì mình thả gan vào nhá. Bật tắt bếp. Thơm quá anh chị ơi. Thơm như thế này chắc chắn là rất ngon luôn. Bây giờ mình cứ chiên cho nó vàng hai mặt đi đó. Sau đó thì mình sẽ vớt ra cho nó ráo dở. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái công đoạn gọi là pha nước chấm nhá. Chúng ta sẽ cho vào cái bát con này một thìa đường, hai thìa nước lọc, hai thìa mắm và một thìa tương ớt, trộn đều lên đã nhá. Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ vắt một quả chanh vào, sau đó thì tỏi băm, ớt băm cho vào nhá.
Đấy, ngon lắm luôn đấy. Bây giờ ấy, chúng ta sẽ rắc tí tỏi mà chúng ta vừa chiên khi nãy vào cái đĩa ngàn này. Sau đó thì chúng ta chỉ việc gọi là làm chén nhá. Rồi. Đây. Quà mùng 8 tháng 3 của bạn. Quà của bạn là to nhất trong cái đám rồi đấy. Nhẹ nhàng. Các bạn chờ mình tí, cho mình làm kiểu picture up Facebook nhá. Rồi. Được chưa? Ui, quà mùng 8 tháng 3 vừa to vừa ngon thế này, tao quyết định sẽ chia sẻ với chúng mày. Chế đi. À, đầm tay đây. Cho tao cái. Này. Ăn uống là phải. Này. Cắt hoa các bạn. Đấy. Đấy, thưởng thức đây. Thịt ngan thấm vị, mềm, ngọt. Nó không hề bị khô một tí nào, lại còn thơm thơm cái vị của tỏi. Còn chua chua ngọt ngọt của nước mắm nữa. Trời ơi. Quà mùng 8 tháng 3 nó cứ phải gọi là nổ tung mình ra luôn. Mình quý bạn quá Hiếu ơi. Môi sinh. À, quên. Mình quý bạn quá mà. Ngon quá. Chị Quỳnh sướng thật đấy. Quà vừa nhiều vừa to làm em ăn theo cũng bị sướng lây ấy. Tớ ăn xong ở đây, phải về để chuẩn bị quà mùng 8 tháng 3 cho mẹ tớ nữa. Chị mua gì ấy chị Tuyến? Chị mua dầu gió. Giống quà mà anh Hiếu tặng cho em đấy. Thế mẹ chị cũng bị đánh đít à? Không, mẹ chị là giáo viên, hay phải chấm điểm, với soạn giáo án nhiều, nên hay bị đau tay lắm. Đấy, anh mới biết đấy. Vì cái món ngan thái tỏi này quá ngon, cho nên tao quyết định tao sẽ làm món này để tặng mẹ tao nhân dịp mùng 8 tháng 3. Thôi, đừng, không nên. Sao lại không nên? Ngon mà. Cái món này, nó chỉ ngon khi thằng Hiếu nấu thôi. Còn mày mà động tay vào một cái nhá, nó sẽ thành ngan cháy khét lẹt chứ không phải là ngan cháy tỏi nữa rồi. Thôi tốt nhất là tao nghĩ ngày mùng 8 tháng 3 mày để cho mẹ mày bình yên đi. Để im cho bố mày tặng quà cho mẹ mày là được rồi. Đó là đúng ấy. Mọi người sướng nhở, có mẹ để tặng quà. Còn em thì... nhớ mẹ thì chỉ biết là nhớ thôi. Chứ cũng không biết nhớ thế nào cả. Bởi vì đến mặt mẹ em cũng không nhớ nổi nữa. Tao cứ tưởng nó mải chơi nó quên rồi cơ. Thế mà nó vẫn nhớ. Thôi được rồi. Ăn đi, xong rồi lát anh đưa lên bụng mẹ nhá. Thôi đừng có khóc nữa, mày khóc anh khóc theo bây giờ đấy. Thảo. Đừng có khóc nữa. Bảo đừng có khóc nữa rồi cơ mà. Anh khóc theo bây giờ đây. Đã bảo là đừng có khóc nữa rồi. Nín đi. Anh Hiếu ơi, hay anh nấu thêm một con gan cháy tỏ nữa đi. Để mình mang lên mộ thắp hương cho mẹ. Xong thì em thụ lộc, em ăn lốt. Bởi vì chỗ này em ăn chưa đủ. Ồ, thế là nó buồn vì nhớ mẹ hay là nó buồn vì đồ ăn ít quá chứ mày?